Các học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách kết nối tri thức qua sách và bài tập. Bài 9 luyện tập trung tiết 2. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách kết nối tri thức bằng cách là mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Rồi, ở đây thầy giáo luôn nhắc các em là nên bấm tạm dừng video, các em làm bài trước rồi đấy nháp. Sau khi làm bài xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Bài tập số 1 tính câu E 4/7 cộng 2/3. Ở đây 7 không chia hết cho 3. Thì 4/7 các em quy đồng bằng cách là nhân cả tử và mẫu với 3. 2/3 các em quy đồng bằng cách là nhân cả tử và mẫu với 7. Rồi, 4 x 3 bằng 12. 7 x 3 bằng 21. 2 x 7 bằng 14. 3 x 7 bằng 21. Cộng 2 phân số cùng mẫu số là 21. Các em chỉ việc lấy tử số cộng với tử số và giữ nguyên mẫu số. 12 cộng 14 bằng 26. Giữ nguyên mẫu số là 21. Câu B các em làm tương tự. 8 không chia hết cho 5. Thì 11/8. Các em nhân cả tử và mẫu với 5. 2/5. Các em nhân cả tử và mẫu với 8. 11 x 5 bằng 55. 8 x 5 bằng 40, trừ đi 2 x 8 bằng 16, 5 x 8 bằng 40, 55 x 16 bằng 39, mẫu chung là 40. Phân số này là phân số tối giản rồi. Câu C. 8/9 x 3/7 nhân 2 phân số. Thì các em chỉ việc lấy tử số nhân tử số, mẫu số nhân mẫu số. 8 x 3 bằng 24, 9 x 7 bằng 63. 24 và 63 cùng chia hết cho 3. Các em lấy 24 chia 3 được 8. 63 chia 3 được 21. Rồi như vậy kết quả bằng 8/21. Câu D. 15 chia cho 5/4 thì các em lấy 15 nhân với phân số 5/4 đảo ngược, tức là các em nhân với 4/5. Đến đây các em nhân vào, sau đó là các em rút gọn. Để thuận tiện thì các em rút gọn trước sau đó mới nhân vào. 15 và 5 cùng chia hết cho 5. Các em lấy 15 chia 5 được 3, 5 chia 5 được 1. Như vậy tử số còn lại là 3 x 4 bằng 12. Mẫu số còn lại là 1. 12/1 bằng 12. Tiếp theo là các em sang bài tập số 2. Tính giá trị của biểu thức. Biểu thức có phép chia, phép nhân. Thì các em nhớ là nhân chia trước cộng trừ sau. Lấy 42.300 chia cho 60 trước bằng 705. 84 nhân với 37 bằng 3.108. Sau đó các em lấy 705 cộng với 3.108 bằng 3.813. Câu B. 'Biểu thức có dấu ngoặc thì các em thực hiện phép tính bên trong dấu ngoặc trước. Chín chia 45/8 thì các em lấy 9, các em nhân đảo ngược lên, nhân với 8/45, rồi trừ đi 8/3. Bây giờ các em rút gọn trước khi nhân, chia cả tử và mẫu cho 8
thì sẽ mất 8 đi. 15 và 45 cùng chia hết cho 15. 15 chia 15 bằng 1. 45 chia 15 bằng 3. Vậy tử số còn lại là 9. Mẫu số còn lại là 3. 9 phần 3 trừ 8 phần 3 thì bằng 9 trừ 8 bằng 1, 1 phần 3. Tiếp theo là các em sang bài tập số 3. Viết phân số thập phân hoặc hỗn số thích hợp vào chỗ chấm. Câu E. 4mm bằng bao nhiêu cm? À, đổi từ mm ra cm thì các em chia cho bao nhiêu? Trước hết là 1cm bằng bao nhiêu mm? 1cm bằng 10mm. Như vậy 4mm mà đổi ra cm thì các em phải chia cho 10. Lấy 4 chia 10 ta được phân số là 4 phần 10. Rồi tương tự chỗ này. Ta biết là 1 mét bằng 100cm. Vậy 7cm đổi ra mét, lấy 7 chia 100. Ta được 7 phần 100. Một mét bằng 100cm. Vậy 63cm thì bằng 63 phần 100m. 1km bằng 1000m. Vậy đổi từ mét ra km thì các em phải chia cho 1000. Lấy 840 chia cho 1000. Câu B. À, ta biết là 1kg bằng 1000g. Vậy đổi từ gam ra kg thì các em phải chia cho 1000. Lấy 7 chia cho 1000. Rồi chỗ này lấy 40 chia cho 1000. Chỗ này các em lấy 365 chia cho 1000. Rồi các em biết là 1 tấn bằng 1000kg. Vậy đổi từ kg ra tấn, các em chia cho 1000. 851 chia cho 1000. Rồi câu C. Chỗ này đổi ra decimet thì 3 decimet các em giữ nguyên. 9cm đổi ra decimet. 1 decimet bằng 10cm. Vậy 9cm thì bằng 9 phần 10 decimet. Đổi ra mét, 5m giữ nguyên. Ta biết là 1m bằng 100cm. Vậy đổi từ cm ra mét, các em lấy số đo chia cho 100. Lấy 42 chia 100. Rồi đổi ra kg thì 6kg giữ nguyên. Đổi từ gam ra kg thì các em chia cho 1000 thôi. Ta biết là 1kg bằng 1000g. Các em lấy 450 chia cho 1000. Đổi ra tấn thì 2 tấn giữ nguyên. 1 tấn bằng bao nhiêu? 1000kg. Vậy chỗ này các em lấy 84 chia cho 1000. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4. Một bộ truyện thiếu nhi gồm 6 tập, mỗi tập có 80 trang và 9 tập còn lại mỗi tập có 60 trang. Hỏi trung bình mỗi tập truyện có bao nhiêu trang? Rồi trước hết là các em phải tính xem là 6 tập có bao nhiêu trang, 9 tập có bao nhiêu trang. Sau đó là các em cộng tất cả số trang lại. Các em chia đều cho 15 tập. 6 cộng 9 bằng 15 tập. Lấy tổng số trang chia cho tổng số tập, ta sẽ tìm được trung bình mỗi tập có bao nhiêu trang. Rồi trước hết là các em tính số trang 6 tập đầu của bộ truyện thiếu nhi. Mỗi tập có 80 trang, vậy 6 tập có 80 x 6 bằng 480 trang. 9 tập còn lại, mỗi tập có 60 trang.
Số trang của 9 tập còn lại là mỗi tập có 60 trang, 9 tập thì có 60 nhân 9 bằng 540 trang. Tiếp theo là các em tìm tổng số tập của bộ truyện. 6 tập đầu cộng với 9 tập sau bằng 15 tập. Tính trung bình mỗi tập có bao nhiêu trang, các em lấy tổng số trang chia cho tổng số tập. Trung bình mỗi tập có số trang là tổng số trang 480 cộng 540 chia cho tổng số tập, tức là chia cho 15. Rồi các em tính xem là kết quả bằng bao nhiêu. À, có đúng là bằng 68 trang không? Rồi các em nhớ đáp số. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5, đố em viết phân số 1 phần 2 thành tổng hai phân số có tử số là 1 và mẫu số khác nhau. À, trước hết là trong trường hợp này trước hết là các em làm sao? À, các em phải nhân cả tử và mẫu của phân số này với 2 hoặc với 3 hoặc với 4 thì chúng ta làm nó sẽ thuận tiện hơn. Ví dụ thầy giáo nhân với 3, 1 x 3 bằng 3, 2 x 3 bằng 6. Số 3 này các em phân tích thành 2 cộng 1. Rồi các em có thể viết thành 2 phần 6 cộng 1 phần 6. 1 phần 6 có tử số là 1 rồi. 2 phần 6 các em rút gọn bằng cách chia cả tử và mẫu cho 2. 2 chia 2 được 1, 6 chia 2 được 3. 1 phần 3 cộng 1 phần 6. Như vậy chúng ta viết phân số 1 phần 2 thành tổng của hai phân số có tử số đều là 1. Nhưng mẫu số thì khác nhau. 1 phần 2 bằng 1 phần 3 cộng 1 phần 6. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.